Chào các bác, cô chú anh chị. Chuẩn bị 5 giờ chiều rồi. Thì vẫn khá là nắng. Làm một cái video tổng hợp cái sự cố gắng trong một ngày chủ nhật của em. Đầu tiên là cất cây xanh này, những cây sung, tỉa qua cái xanh lão kia. Và những cây rất ưng ý này là cây xanh Nam Điền đang trực này. Đấy, các bác nhìn thấy nắng nó tắt, nó vàng gươm rồi. Vàng gươm các bác. Tiếp đến là cây, một số cây nhỏ nhỏ này. Cây ổi vừa cắt xong, chưa kịp khô lá. Còn giang dở mấy cây xanh đằng kia. Thì tí nữa các bác xem, chắc phải để lần sau. Các bác nhìn này, khối lượng lá với rằm riếc hạ xuống đây khủng khiếp. Khô rồi, nhìn xanh xanh nhưng khô các bác ạ. Đấy, đấy, rẫm cứ giòn tan. Đầu tiên là cây xanh này. Đấy, bây giờ dịu dịu nắng, các bác nhìn nó dễ hơn. Lúc sáng nắng nó chiếu vào nó bỏng cả camera mà không quay tiếp được nữa. Đấy, các bác nhìn cây này rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp đúng không? Chân bệ, thân cốt, dáng dấp rất là cách tân. Rất cách tân. Rất là cách tân. Đấy. Rất cách tân. Đây, cái đợt em cứ cưa cái này, không có đục đẽo gì, không mang đục về, bây giờ nó đã bo bấy nhiều rồi này. Nó bo này. Bo. Đấy. Xanh quê. Đẹp mình chơi các bác. Mình thấy đẹp là mình chơi đấy, bất kể dòng xanh nào. Được cái dòng xanh quý thì nó là rất tốt, nhưng mà cây nói chung là cây đã đẹp, quý thì cũng phải đẹp mới chơi. Đấy. Cây xanh này, nhìn các bác nhìn nó vàng ươm thích không? Nắng nó còn một chút đang chiếu trên ngọn cây này. Đấy. Các bác nhìn thấy nó vàng không? Lúc sáng các bác quay có thể nó không rõ vì nó chói chang quá, nó làm lóa. Thực tế tôi nhìn lúc sáng, tôi nhìn vào camera tôi cũng không thấy gì vì nhìn nó chói quá. Thế bây giờ các bác nhìn này. Đấy. Da nó vẫn còn rất là nóng, chịu đựng nắng nóng. Nó lì, gọi là bệ thớt, mặt thớt. Như mặt thớt nó lì, có thể cảm giác để thức ăn chặt được này. Đấy. Nói nôm na văn hoa như vậy. Văn hoa như vậy. Đấy, đẹp chưa các bác, cái bộ rằm của nó này. Đấy, nếu mà tôi muốn nó dày sóng hơn thì sáng nay tôi giữ lại khá nhiều, nhưng mà tôi muốn nó chuẩn chỉ hơn nên tôi lọc, vẫn lọc đi và chờ một vài lứa tiếp theo. Đấy, các bác nhìn. Đấy, đợt trước tôi cắt thì tôi không bóc hết lá, nhưng các bác nhìn nó hơi khó. Đây, đây, đây. Đấy, thì sau này sẽ ăn vào cái con chậu tàu rộng đến đây. Chắc nó dài khoảng độ 70, 80 và rộng khoảng 60. Đấy, rất là đẹp. Chứ cái chậu này thì nó là cái an này thì trình hình quá, có sao dùng vậy mà. Bác hiểu không? Đấy, là cây này. Ở dưới ngay cây này cũng là một cây sung rất là thiên nhiên. Cây sung rất thiên nhiên. Đấy, có gì? Cây sung. Đấy. Trên là cây xanh, trên xanh dưới sung. Cây sung này tôi rất là yêu quý, rất là yêu quý. Nó nhìn chân bệ nhá, nhìn chân bệ nó phê không, già này, quả đang rất nhiều các nhá. Đấy, nếu mà nhấc được lên cao mà góc nhìn từ trong ra thì phê lắm. Là cái sung này đâu có đơn giản, quả đây này. Nó giống sung tía mà, rất nhiều quả, nhưng mà đợt trước nó cứ bị rụng hết vì trong nó tối quá. Trong này nó đậu một số cái quả trong này. Đấy, các bác nhìn. Và trong đằng này có một cái chùm này. Ngày xưa của nó quả nó buông từ gốc xuống ngọn, phục kiếp. Vào tay mình nó kém đi sao ạ? Kém đi. Đấy. Phê lắm. Cây này thì miễn bàn rồi, đẹp và rất giá trị. Xanh Nam Điền đẹp và rất giá trị. Có điều là đang che cái lưng này. Cái lưng này đang hồi phục, đang hồi sinh cái lưng các bác. Cái lưng này là
nó có một cái vết sẹo thì tôi đang làm nó bo sẹo rất là tốt. Đây, tốc độ bo sẹo rất là ưng ý các bạn. Cho nên là phê lắm, cây này tương lai nó rất là sáng. Thì thôi, chân bệ các thứ bác xem cái video mà tôi cắt cây này nhé. Cắt thêm vào cây nhãn. Cây nhãn. Đấy, và đến cái ổ nhỏ nhỏ này. Cây sung này thì quá nhiều quả. Quả từ gốc đến ngọn các bạn. Đây này. Cái dòng sung tía cùng với dòng sung cây sung kia, nhưng mà cây này nó thoáng này. Quả nó khắp nơi này. Tôi cắt những cái quả cành ở dưới này giờ nó khô này. Mà quả nó lên đến tận những cái ngọn này các bạn này. Cái dòng này nó vậy. Đấy, quả nó từ gốc lên ngọn. Đấy, nhiều quả lắm. Đấy, cây này mà chăm sóc cẩn thận và thả nước nữa thì còn nhiều quả nữa. Tóm lại là mình phải có thời gian các bạn. Bây giờ mà động vào vật vào thì vẫn thì một ngày thì mệt lắm. Mà về quê nghỉ ngơi thì động vào nó là cả vấn đề. Trong quê đó bao nhiêu cây còn chờ cắt. Đấy, quả khắp nơi này. Và cây sung nhá. Cây phi lao này thì để lại để lần sau cắt. Muốn nó khỏe thêm nữa. Đây này các bác này. Đây có cái lộc non, cái mộc đẹp đấy. Cái ổ này có mấy quả nhưng mà đang khô quá. Mấy quả. Đợt này được mấy quả ổ. Đây này có cái cây xanh nữa thì xanh quê thôi nhưng mà nó um tùm quá, chưa cắt được. Thôi lần sau về vật cây này các bác nhé, lần sau về khai phá cây này. Đấy. Các bác nhìn cũng ổn phết đấy. Tiếp theo là đến cây ổi nhá, cây ổi vừa mới cắt xong. Cây ổi vừa cắt xong. Quay mặt sau nó trước. Đây các bác nhìn. Lâu không đụng vào nhưng nhìn nó trong ngày không có ai bóc sờ cho nó sạch sẽ, cho nên nhìn nó cảm giác nó vừa mới được ra khỏi ánh nắng ấy. Đấy. Quả đấy các bác. Quả. Cây này nó buồn cười một cái là quả nó rất là nhỏ và nó có quả lòng đào ở trên này. Có cả quả lòng trắng cả là quả lòng đào thì không hiểu nó là giống gì. Đấy, tôi vừa cắt xong. Cái mặt trước của nó các bác nhìn nó phê. Đây. Chín trường này. Đấy. Ông thấy sao? Cụ ổ. Cụ ổ ôm đá kỳ công thả nước. Hiện tại là chưa có giọt nước nào. Vì nó cạn hết rồi, khô. Đấy. Đây một cái ổ nữa thì chưa đến lúc làm. Dưới là một cái ruối. Đây, cây ru này thì sau một thời gian mình không có ở nhà là nó oẳng mất rồi. Nó oẳng mất cái thân nó hoành rồi, tiếc quá. Ui, vẫn còn chắc lắm. Nhưng mà thôi, vẫn còn cái củ thì cứ nuôi lại. Đây, cái ổi này cũng rất là hay. Cái ổi bé nhưng mà thụ lắm, rất là thụ. Quan trọng là nhiều quả. Cuối cùng, các bạn nhìn. Đấy, bao nhiêu cái hoa là bấy nhiêu cái quả. Đây, trước tôi có đếm hoa đấy. Đấy, cây này phê lắm, quả nó to. Đây, một quả đây nữa. Cho nên là không có cắt kiếp gì cây này cả. Đấy. Em nhìn thấy không? Rất cần cỗi ở chỗ này nhưng mà năm nào cũng cho quả. Cây này rất chăm chỉ cho quả. Đấy. Rất chăm chỉ cho quả. Đấy, các bạn nhìn thấy nó phê lắm. Cây chắc. Một cây tôi cũng rất là thích. Đúng là chắc chắn luôn. Thân vỗ của nó này. Bao năm tháng cứ phơi nắng phơi mưa vẫn rất đành vô cùng. Một cái thân với cái củ gỗ của nó nguyên khối. Cây chắc để to bằng như này rất là hiếm. Chắc dây này.
ướt hiếm. Đây, thế lại còn nó còn sống một phần nửa đây, thì một phần lũa là cái phần thân gỗ, một nửa sống bên kia. Cái phần này mà biết đục tượng, đục tượng thì đẹp tuyệt vời, thịt nó rất là dày. Đấy, rất đẹp, rất đanh này, không có chỗ nào bị mục này. Đấy, từ những cái nhỏ nhất này nó cũng chẳng bị mục, nó rất là đanh, rất là đanh. Đấy. Đấy, ok các bác, sơ bộ ở chủ quê chỉ có vài cây như vậy thôi các bác. Chứ mình mà đưa nhiều vào đây cũng không ai chăm được thì nó phí. Thì cố gắng thi thoảng về cắt tỉa và làm mới thôi. Các bác vẫn cũng không, thực tế không có thời gian mà không có tiền bạc mà sắm sửa nhiều. Thì bây giờ cứ dần dần thi thoảng ta đánh một cây về. Sau hy vọng là lúc mình già đi thì mình có cái vườn cây nó giá trị các bác. Đấy, sơ bộ thế thôi. Ok, cảm ơn các bác. Còn rất là nhiều cây nó hơi nho nhỏ và nó không nhắc đến thì nó ở rải rác ở đâu đây, quanh đây. Thì quay sơ bộ một số cây hôm nay tôi làm với các bác. Đấy, trẻ con lại đang quấy khóc rồi, quánh nhau. Chào các bác nhé, chúc các bác có được cái vườn cây thật ưng ý.